còn bản thân ông thì đang sỉ nhục người kia kìa. Thái tử đừng quên rằng ngài đang nghi ngờ chính đức tin của mình đó. Không phải, ta chỉ muốn giúp đỡ người khác mà thôi. Ta không có ý tranh luận về tín ngưỡng. Ta chỉ phản đối sự giả tạo và hận thù. Còn ý nghĩa của đức tin là khiến cho con người chúng ta đoàn kết lại với nhau, chứ không phải là tạo ra sự chia rẽ. Ông có hiểu hay không? Chủng tánh sang hèn là căn cứ nơi hành vi, chứ không phải là do tôn giáo quyết định. Tín ngưỡng siêu việt hơn tất cả, thái tử à, siêu việt hơn tất cả. Suy nghĩ con người chỉ là nông cạn, vô cùng nông cạn. Ngài có biết điều đó không? Ai là người sáng tạo ra tín ngưỡng? Chính là con người. Chúng ta đều là con cháu của thần Manu, là hậu duệ của Phạm Thiên. Có khi nào ông nghi ngờ về chủng tánh của Sanka không? Hay là nghi ngờ về chủng tánh của Phạm Thiên chẳng hạn? Cả chủng tánh của thần Vishnu nữa. Nếu như chúng ta đều là con cháu của thần Manu, vậy thì anh ta và những người thủ Đà La và những bà la môn như ông có gì khác biệt đâu chứ? Hoặc là nói ông và những người thủ Đà La có điểm nào không giống nhau? Love.